khoan đâu, khoan đâu. Đám cưới, xe đám cưới nha quý vị. Vô chùa lại. Đây ông thợ chụp hình. Bị thâu hả? À. Gì? Chứ đi đâu? Quá không? Ừ. Đã dạ. Đi phát quà rộng á. Cái đó, đi ra ngoài chút coi chứ. Rồi, đi, cứ vô. Rồi đi nha, bye bye nha. Rước dâu rồi đâu ạ? À? Ở ngã tư Hiệp Trần. Rồi đi đi. Không biết đường đâu, chụp hình luôn. À, đám cưới vô đi ngang chùa vô lại. Giờ cô dâu chú rể hai họ sẽ sẵn xếp hàng đi vô. Năm phần mấy rồi? Năm phần 13. Cũng được. Lên không luôn. Ừ. Thank you.
khách sạn đi ra. Giỏi, xe chạy được kìa. Vô uống phơi với Thảo hả? Còn rỉ rỉ đồ chơi chứ. Thằng rồi bây giờ nó bay cả nhà nha. Giờ rước dâu về hiệp trường xong rồi. Thank you.